I really appreciated all of your hard working and dedication during last year. làm việc chăm chỉ của tất cả các anh chị trong suốt một năm vừa qua. This year is the year of white mouse. Năm nay là năm tăng tí. So I wish you and your family good luck and much happiness and health in this year. Mr. Lee gửi lời chúc đến tất cả các anh chị và các bạn cùng gia đình một lời chúc nhiều sức khỏe. Happy New Year! 축하합니다. 안녕, 안녕, 안녕. 자, 그럼 gửi đến các anh chị một buổi tối thật là vui vẻ. Xin cảm ơn. Thank you. Girl. À, xin được chân thành cảm ơn rất nhiều những lời phát biểu xin được hân hoan chào đón toàn thể tất cả quý vị cán bộ cũng như nhân viên phòng máu công ty Sang Yên Tâm Sang trân trọng và kính mến. Lời đầu tiên cho phép Minh Ngọc xin thay lời cho trung tâm hội nghị tổ chức từ cái hàng năm xin gửi tới toàn thể quý vị được trao tặng cho các chủ nhân gồm 6 chủ nhân may mắn của giải sống chương trình. 1, 2, 3 người, còn 3 người nữa. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Còn 3 chủ nhân tiếp theo, chuẩn bị, quý vị. Xin phóng viên chụp ảnh cùng lưu lại những khoảnh khắc. Xin mời quý vị cùng lấy chiếc điện thoại thông minh của mình ra cùng lưu lại những khoảnh khắc thật tuyệt vời trong buổi tối hôm nay thì các chủ nhân đã đoạt giải của chương trình. Cảm ơn rất nhiều trong buổi tối hôm nay. Những giải thực sự rất ý nghĩa. Và bây giờ thì chỉ một ít nữa thôi thì sẽ có chương trình khai nhạc cũng như chọn lọc những thành viên của chúng ta, đó là những ca sĩ. Vì để thư giãn cho không khí thêm phần sôi động, xin được trân trọng kính mời quý vị đến với chương trình văn nghệ chọn lọc 2019. Xin một tráng tay chào đón chị nên người ta đã bảo là 10 phân vẹn 10 là có thật, nên quý vị cùng thành một cảm vỗ tay thật lớn lên quý vị ơi.
nên là quay đến đây với Ngọc Phiên xin trân trọng kính mời một ca sĩ lớn cùng trở về sân khấu thể hiện các con mình với chủ nhật ca khúc Siêu Tím Thiệp Hồng, chị Đỗ Thị. Một tay thật lớn quý vị, cảm ơn rất nhiều. Và
vời trong buổi tối hôm nay khi họ đã được đón nhận những tình cảm đặc biệt